nói về một mảng, một phần của dịch vụ của nhà khoa em cáp, đó là về phần mảng nhổ răng. Thì hiện nay thì nhổ răng thì thường là xuất hiện các mấy bạn sẽ thắc mắc là nhổ răng có đau không, thì những ai sẽ thường là nhổ răng nhiều bây giờ, thường là những bạn trẻ sẽ thường sẽ bị tình trạng gì răng khôn ha, rồi họ sẽ luôn thắc mắc là nhổ răng khôn có đau hay không, và nó sẽ có những cái có sự khác biệt cho có những cái quá trình nó sẽ diễn ra như thế nào của một cái việc nhổ răng khôn. Thì hôm nay nha khoa em Cát xin giới thiệu đó là về việc nhổ răng không đau. Thì trước hết là mình muốn nói về những đối tượng của những bạn sẽ tìm hiểu và quan tâm về vấn đề này, đó là những bạn ở tuổi khoảng tầm từ 18 cho tới dưới 30, là đa số những bạn sẽ gặp những vấn đề về răng khôn và sẽ tìm hiểu và quan tâm về vấn đề nhổ răng. Để nói về sự khác biệt giữa em Cát và ở những nha khoa khác, thì ở những nha khoa thông thường thì nhổ răng thì sẽ được gây tê. Còn đối với ở bệnh viện thẩm mỹ em Cát thì sẽ được hỗ trợ, đó là về phần phòng mổ. Thì phần phòng mổ sẽ hỗ trợ giúp cho các bạn có cảm giác sợ khi phải nằm trên ghế và có cảm giác phải đối diện với bác sĩ hay đối diện với dụng cụ, thì phòng mổ sẽ hỗ trợ và giúp bạn được phần đó. Vậy sự khác biệt đó là gì? Có nghĩa là khi lên phòng mổ thì bạn sẽ rơi vào, bạn sẽ được ở tình trạng là tiền mê, là bạn có thể biết những việc xảy ra của bác sĩ có thể làm, nhưng mà ở trong một cái tiềm thức sâu và có thể bạn hơi buồn ngủ, có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong cái việc nhổ răng không đau. Về phần hậu phẫu, có nghĩa là phần sau khi nhổ, thì ở đây là một bệnh viện nên có thể truyền thuốc giảm đau cho bạn và theo dõi các bạn một cách chính xác hơn trước khi các bạn về nhà. Sau khi về nhà thì sẽ có thuốc hỗ trợ. Đó là sự khác biệt giữa bệnh viện và những cái phòng, biết không?